Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình sẽ đi ra cảng Cát Lái để mà quay một số anh em ghe tàu qua đây cho mọi người cùng xem nha. Đây thì mình thấy là một chiếc tàu lai dắt các bạn đang chạy ra hướng sông bên kia để mà đón một anh tàu đi vô cảng nha. Chiếc bon vừa mới đi qua luôn nè. Hiện tại cái mé sông mình đang đứng là hướng bên Đồng Nai nha các bạn, bên kia là thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh lại dắt ra anh đón chiếc tàu vô đây. Đây là chiếc tàu CTC Shenhan nha các bạn, hay còn gọi là Thượng Hải nha. Anh này thì tổng trọng tải là 17.119 nha các bạn, chiều dài là 171,99m nha các bạn, và chiều ngang là 27,6m nha. Tàu CTC Shenhan là tàu container được đóng vào năm 2015 nha các bạn. Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng được 7 năm tuổi rồi nha. Và đang hoạt động dưới lá cờ của Hồng Kông nha các bạn. Hiện tại thì chiếc tàu lai dắt đang lui về phía sau để mà chuẩn bị là cột dây để mà đẩy anh này vô cảng Cát Lái nha các bạn. Một chiếc tàu lớn như thế này thì không có thể là mình đi ngang được các bạn, cho nên là cái việc mà cập bến thì cũng phải nhờ là anh lai dắt hỗ trợ nha. Những chiếc tàu lớn này thì sẽ được hai anh tàu lai dắt hỗ trợ nha các bạn. Anh lai dắt đang từ từ lui vô đây. Hiện tại thì chiếc tàu đang chuẩn bị cập cảng Cát Lái nha. Bây giờ thì mình sẽ xem quá trình mà anh lai dắt này đẩy anh này vô nha các bạn. Quá bự luôn rồi. Ôi ôi. Anh này đang đi dưới lá cờ của Hồng Kông nha các bạn. Các bạn xem cái phần phía sau đây. Tiếng động cơ đó là cái tiếng động cơ của chiếc phà Cát Lái nha các bạn. Anh nào cũng dữ dội lắm nha. Tại do là anh đứng gần mình các bạn. Đây, ở phía sau thì có một chiếc tàu lai dắt cũng đang đẩy cái phần sau lái nha. Cái vận tốc đẩy thì cũng khá là nhanh nha các bạn. Chiếc tàu này thì đang từ từ được đẩy vào cảng nha các bạn. Thank you.
Tắt đi.